Intel đã ra mắt CPU Core i thế hệ thứ 12 kiến trúc hoàn toàn mới với hiệu năng thay đổi cực kỳ cao. Nếu như ở giai đoạn trước người dùng khó có thể tiếp cận được các bộ PC thế hệ thứ 12 dòng cao cấp do giá cả thì hiện tại các CPU tầm trung đang có giá rất ổn định. Đây là giai đoạn tuyệt vời để lựa chọn một bộ máy siêu mạnh nhưng vẫn có thể hợp túi tiền. Đặc biệt là hiện nay người dùng không chỉ có lựa chọn là chip Z690 mà còn có những mã thấp hơn như B660 mà vẫn không lo về hiệu năng sụt giảm. Bởi vì trong phần tiếp theo mình sẽ nói về con mainboard B660 của Gigabyte và vì sao chiếc mainboard này lại cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại. B660 là dòng bo mạch chủ Intel B-Series đầu tiên Gigabyte ra mắt dòng bo mạch chủ Gaming X. Dòng Gaming X hoàn toàn khác với dòng gaming ở chipset B660. Gaming X là dòng bo mạch chủ gaming cận cao cấp sát với dòng Aorus chứ không phải là dòng gaming giá tốt trước đây. Trong thời gian sắp tới, Gigabyte cho biết sẽ có phiên bản MATX B660M Gaming XD RAM 4 để có kích thước nhỏ gọn và giá thành còn tốt hơn chiếc bo mạch chủ trong video clip này. Về phần VRM, mình rất bất ngờ khi Gigabyte trang bị cho chiếc bo mạch chủ nằm ở tầm cận cao cấp này đến 8 pha điện 60A cho CPU, một con số chưa từng thấy trên các dòng bo mạch chủ tầm trung cận cao cấp trước đây. Với phần pha điện này, B660 Gaming X DDRAM 4 là sản phẩm cực kỳ tuyệt vời cho các CPU Intel thế hệ thứ 12 không có hậu tố K. Không những vậy, bo mạch chủ này còn có thể cân tốt Intel Core i9 12900 dòng non K mạnh nhất hiện nay. Tản nhiệt VRM cũng được mở rộng cực kỳ to để tăng khả năng tản nhiệt hỗ trợ cho các dòng CPU có hiệu năng siêu cao. Đồng thời, thiết kế của bộ tản nhiệt này cũng cho thấy được sự cao cấp và tỉ mỉ mà Gigabyte mang đến cho sản phẩm này. Theo mình thấy, mainboard này rất thích hợp với anh em game thủ dùng case có mặt kính để show phần cứng hoành tráng bên trong máy. Về mặt kết nối, mình cảm thấy hơi tiếc vì USB Type-C chỉ được trang bị trên dòng main Aorus. Các cổng còn lại khác cũng cực kỳ đầy đủ với DisplayPort và HDMI, cổng LAN và các cổng USB lên đến 10 Gigabit. Trong bài test ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng CPU Core i7-12700 có 12 nhân và 20 luồng. Dĩ nhiên đây là con CPU nằm kế chùm cuối 12900 của Intel với những người không có nhu cầu ép sung. Nhưng đồng thời, đây lại là con CPU được lựa chọn nhiều nhất với người dùng là game thủ và những người làm việc cần hiệu suất cao bởi hiệu năng mang lại cùng với giá thành hợp lý. Đồng thời, mình cũng muốn thử xem liệu B660 Gaming X DDRAM 4 có đủ sức cân CPU cao cấp như lời quảng cáo từ nhà sản xuất hay không. Để cân xứng với cấu hình trên, mình sẽ sử dụng chip GPU RTX 3060Ti Gaming Ox của Gigabyte. Đây là chiếc GPU tầm trung hỗ trợ Ray Tracing hiện tại có thể thoải mái giúp cấu hình này vượt qua các bài test về game cũng như đồ họa ở phân giải Full HD và Max Setting. Tất nhiên với con mắt của mình thì 60 khung hình trên 1 giây vẫn xem là chưa đạt yêu cầu. Trong phần test đầu tiên, mình sẽ sử dụng phần mềm đánh giá cơ bản như Cinebench R23 để có thể so sánh tốt nhất về hiệu năng của B660 Gaming X DRAM 4 khi đi cùng với i7-12700 Epsom. Theo thử nghiệm đơn nhân, combo này đạt hiệu năng là 1818 điểm, kém một chút so với kết quả của CPU này đi kèm bo mạch chủ là Z690 khi đạt được con số đó là 1856 điểm. Ở thử nghiệm đa nhân, số điểm đạt được chỉ là 17999 điểm do không mở khóa điện áp cung cấp cho CPU vì giới hạn tản nhiệt. Nhưng kết quả này cũng cho thấy sức mạnh mà B660 Gaming X DRAM 4 mang lại không cách biệt rõ rệt nếu so với bo mạch chủ xài Z690. Ở các game như Grand Theft Auto 5, The Witcher 3, CS:GO thì B660 Gaming X DRAM 4 có thể cân tốt khi đi cùng với i7-12700 cùng với CPU 3060Ti OC. Khung hình trong Grand Theft Auto 5 cực kỳ ổn định ở mức thiết lập cao nhất, dù mình đã cố tăng thêm các setting về độ chi tiết trong phần nâng cao. Nhưng cấu hình này vẫn mượt mà khi khung hình thấp nhất đạt là 80fps, trong khi khung hình trung bình đạt khoảng 120fps ngay cả khi chơi online. Các hiệu ứng hình ảnh khi va chạm, cháy nổ, hành động đều không ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng khi chơi. Trong khi đó, ở tựa game The Witcher 3, ở mức thiết lập Full HD Max Setting thì cấu hình này vẫn thể hiện tốt khi đạt khung hình trung bình trên 120fps. Với sức mạnh và sự ổn định của combo B660 Gaming X DRAM 4 cùng với i7-12700, hầu như không có hiện tượng drop FPS đột ngột và bị delay, dù cho hành động trong game có diễn biến cực nhiều. Với dòng game Total War, đặc biệt là bản Three Kingdoms, được đánh giá là một trong những game thể hiện chiến trường chân thực nhất hiện nay. Trò chơi này cũng yêu cầu CPU mạnh để người chơi có thể nhanh chóng điều chỉnh và phát triển tấn công với các đạo quân khác nhau. Ở phần test này, combo mà tôi sử dụng đã vượt qua mỹ mãn khi khung hình không bao giờ dưới 80, mà chiến trận trong game cực kỳ mãn nhãn và mượt mà. Cuối cùng là game CS:GO, khung hình trung bình luôn đạt mức trên 300 dù chưa mở khóa FPS.
đủ cho người chơi có thể đi kèm với bất kỳ màn hình tần số quét cao như 300Hz hoặc xịn hơn. Như vậy, combo này hoàn thành dễ dàng game CSGO Full Setting ở mức độ phân giải là Full HD. Đây là một trong những tựa game có mức khung hình xử lý phụ thuộc cao vào CPU. Chính vì vậy, độ mượt mà của game đã đánh giá được sức mạnh mà B660 Gaming XD RAM 4 cùng với i7 12700 mang đến. Như vậy, với mức giá 4.050.000 đồng, B660 Gaming XD RAM 4 hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu công việc và gaming mà không đòi hỏi người dùng phải hướng đến dòng Z690. Thiết kế đẹp mắt cộng với hiệu suất cao giúp cho B660 Gaming XD RAM 4 là một sự lựa chọn hợp lý cho anh em đang cân nhắc nâng cấp hoặc ráp PC mà không có nhu cầu dùng đến bo mạch chủ dùng chip Z690. Theo quan điểm cá nhân của mình, B660 Gaming XD RAM 4 sẽ là một trong những bo mạch chủ bán chạy nhất của hãng Gigabyte ở thế hệ Intel thứ 12 và có thể là 13 trong tương lai nhờ giá thành hợp lý và hiệu năng ấn tượng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!